Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Tổng Trọng Ngày 30 tháng 7, BBC Tiếng Việt bình luận Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ngôi vị quyền lực Cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Theo đó, nếu Tổng Trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam khi liên tiếp làm Tổng bí thư 3 nhiệm kỳ thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được coi là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm đại hội 12. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời một nhà quan sát từ Hà Nội nói rằng, việc loại trừ Thủ tướng Dũng không chỉ giúp đảng giành lại quyền lực từ tay chính phủ, mà còn là phát súng khai quả chiến dịch chống tham nhũng, chống xa rời lý tưởng và chống diễn biến trong nội bộ đảng. BBC nhắc lại, trước Đại hội đảng 12 năm 2016, Việt Nam dường như có dấu hiệu ly khai khi quyền lực của chính phủ trở nên mạnh hơn từ thời ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải và đỉnh điểm là ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Dũng nắm quyền từ năm 2006 đến năm 2016 và ông thực sự được đánh giá là nhân vật quyền lực số 1. BBC dẫn nhận định của giáo sư Kataya từ Úc từng nói rằng vào thời điểm Thủ tướng Dũng, văn phòng chính phủ đã trở nên quyền lực hơn phe đảng về mặt chính sách, ngân sách và nguồn nhân lực. Nhiều ban đảng đã phải giải thể hoặc sát nhập và nhiều ứng cử viên do Trung ương đảng sắp xếp về làm bí thư thành ủy các thành phố lớn đều thất cử. BBC trích lại BBC trích dẫn hồi ký của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nhận định rằng ông Dũng là người đứng trên chớp kim tự tháp chính trị của Việt Nam là nhân vật quyền lực thực thụ tại Việt Nam sau Tổng bí thư Lê Duẩn. Theo BBC, ngoài vấn đề quyền lực nằm trong tay chính phủ, thì cá nhân Thủ tướng Dũng khi đó cũng là một mối lo ngại. Và đây là hình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giáo sư Carter cho rằng, cựu thủ tướng dũng là chính trị gia việt nam là trên hết chứ không phải đảng là trên hết như ông trọng bbc dẫn lời cựu nhân viên ngoại giao david rao nói rằng ông trọng từng cảnh báo chính ông dũng và những thân hữu của ông đang làm suy yếu tính chính danh của đảng bbc dẫn tiếp lời nhà quan sát chính trị nói rằng ông trọng là một lãnh đạo quan liêu cộng sản điển hình tức ngoài đảng ra không có trời không có đất đảng thống lĩnh lãnh đạo tuyệt đối với ông Trọng là một hằng số không thể thay đổi, nên ông luôn nỗ lực loại bỏ những mối đe dọa, làm xói mòn quyền lực của đảng. Mà mối đe dọa này chính là Thủ tướng Dũng. Ngoài ra, BBC cho biết, các chuyên gia còn cho rằng, ông Dũng đã phớt lờ nạn tham nhũng và để các doanh nghiệp bành trướng. Ông Dũng còn tỏ ra thân Mỹ và chống Trung Quốc. BBC cũng nhắc lại, vào tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đạt dàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở Biển Đông, Thủ tướng Dũng đã phát biểu không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vòng. Một câu nói đã làm phật lòng người anh em cộng sản. Cựu đại sứ Ted viết rằng, ông Dũng khao khát đưa Việt Nam trở thành một trong những thành viên đầu tiên của TPP vì theo ông, TPP sẽ giúp ngăn Trung Quốc khóa cứng tương lai nền kinh tế Việt Nam. Và đây là hình tổng trọng được đánh giá là sao Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Ngang, Lê Duẩn. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết nhiều chuyên gia nhận định rằng có lẽ chính những đổi mới và việc xích lại gần Mỹ của ông Dũng khiến nhiều người trong Trung ương đảng e ngại. Ông Trọng đã lật ngược thế cờ ở Đại hội 12, khiến ông Dũng phải về hưu bằng những quy định mà ông đã khôn khéo lòng ghép để ban chấp hành Trung ương đảng duyệt. Cụ thể, ông Trọng đã lòng ghép vào quyết định 244 những điều để có thể gạt ông Dũng ra ngoài. Giáo sư Cartier giải thích, ông Trọng đã thắng thế nhờ vào việc thay đổi các nghị quyết, khiến cho ông Dũng không thể nào tự ứng cử vào chức vụ cao hơn. Nhà quan sát chính trị thì kiến giải thêm rằng, ông Trọng khi đó đã thuyết phục thành công bộ chính trị để loại ông Dũng khỏi danh sách đề cử. Cuối cùng, ông Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung. Trong hồi ký của mình, đại sứ Tess viết rằng, ông Dũng đã xoay sở để có được những lời đảm bảo rằng gia đình ông không phải lãnh hậu quả. Đại hội 12 đã chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và quyền lực lần nữa về tay đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Tổng Trọng. Người kế nhiệm Tổng Trọng sẽ tiếp tục công cuộc đốt lò như thế nào? Ngày 29 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận công cuộc chống tham nhũng sẽ ra sao sau khi mất người đốt lò Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Trọng qua đời khi vẫn nắm giữ chức tổng bí thư và trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đảng với chiến dịch đốt lò do ông khởi xướng. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, trong ngắn hạn thì việc đốt lò vẫn tiếp tục, nhưng sẽ bớt đi sau khoảng 1 cho đến một năm rưỡi nữa bởi các địch thủ lúc bấy giờ gần như bị hạ hết rồi việc chống tham nhũng qua tên gọi đốt lò là một quyết tâm rất chân thành của ông trọng vì ông ấy thấy bộ máy ấy nhiều sâu quá nó ăn rỗng hệ thống đi đấy là cái nguy cơ thực sự của bản thân hệ thống chỉ có điều đáng tiếc là ông ấy không hiểu cái bản thân bộ máy ấy nó sinh ra sâu nên ông ấy không thể diệt được sâu mà không đụng đến bộ máy Tức không đụng đến cái bệnh. Muốn giảm tham nhũng thì phải sửa đổi bản thân cái hệ thống. Nhưng ông Trọng không dám làm điều này. AFA dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng lãnh đạo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị và xã hội Việt Nam. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hợp nói, chiến dịch chống tham nhũng không chỉ mang lại những kết quả cụ thể trong việc xử lý các vụ án mà còn góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tác hại của tham nhũng tuy nhiên di sản này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho giai đoạn tiếp theo câu hỏi lớn đặt ra là liệu cuộc chiến chống tham nhũng có thể duy trì được động lực và tạo hiệu quả cao hơn hay không điều này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ tổng bí thư kế nhiệm bộ chính trị ban chấp hành trung ương và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cả cấp trung ương lẫn địa phương. Mặc dù chiến dịch đã góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, nhưng cũng xuất hiện những lo ngại về việc nó có thể tiếp tục làm chậm quá trình ra quyết định và thực thi chính sách. Cuối cùng là thách thức đối với việc tạo dựng văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bộ máy nhà nước và xã hội nói chung, tạo nên những thay đổi tích cực trong cách thức quản lý và điều hành đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét chiến dịch đốt lò của ông trọng đã phơi bày cho người dân thấy tham nhũng ngày càng nhiều và số tiền tham nhũng ngày càng lớn và đây là hình chủ tịch nước đại tướng tô lâm ngoài ra theo ông quang a chiến dịch này còn làm cho bản thân bộ máy không dám hoạt động vì sợ thành củi triệt tiêu sự sáng tạo sự thử nghiệm những cái mới ở cơ sở ở địa phương dẫn đến xã hội trì trệ vì không ai dám có sáng kiến dám làm nữa Afa trích lời một nhà quan sát tình hình chính trị cho rằng để chiến dịch chống tham nhũng của ông trọng thành công sau khi ông qua đời cần một số yếu tố như sau quan trọng nhất là người kế nhiệm phải chuyển chế độ này từ độc đảng toàn trị sang độc tài toàn trị khi đó họ mới tạo ra được một ekip làm việc phải nắm toàn bộ quyền bính trong tay để thực hiện việc đức trị yếu tố nữa là phải xóa được cái văn hóa một người làm quan cả họ được nhờ Yếu tố tiếp theo là chính sách nội trị phải cụ thể qua các chỉ số về y tế, an sinh xã hội, việc làm. Điều quan trọng nữa cho việc hậu đốt lò là phải xóa bỏ hoàn toàn độc quyền trong lĩnh vực điện lực, hàng không và vàng bạc đá quý. Và sau cùng, vị thống lĩnh mới thay thế ông Trọng phải chấm dứt được chuyện quân đội và công an làm kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin người kế nhiệm tổng trọng sẽ tiếp tục công cuộc đốt lò như thế nào